Đây là cả binh đoàn của Fastboy qua để support, qua để thăm anh Quý. Binh đoàn này mà quay lên là mình chìm luôn á nghe bạn. Binh đoàn này tan lên. Đây, binh đoàn này có bạn Trâm, MC. Bạn Ly. Bạn Uyên chân dài. Tại sao con cơm nó ngu không? Tại sự tích vì sao con cơm nó ngu vậy các bạn? Tại cứ kẹp trên đầu. Giờ nó trông xỉn nào, hơi quên á. Hồi nãy anh Quý kể câu chuyện gì ta? Anh thích nuôi ông hơn là tại vì đàn ông nuôi rẻ tiền hơn đàn bà. Đúng không? Đó là câu anh nói về từ rồi đó. Rồi cái, giống như cái tivi này là mình tạo ra là giống như khi mình không muốn đi strip club thì ở nhà mình coi strip với con. Đấy nha. Cái cột nhảy đó, em không giỏi ghê luôn. Mời mấy em. Mời. Mỗi người mỗi ly. Cùng ly để mình... Bữa nay là Vương qua đây để được anh Quý mời qua đây để gặp anh Quý. Hẹn anh Quý rất là khó. Thank you. Rất là busy. Dạ, rất là busy. Và bữa nay là... Nói phải nói ngược lại, Vương rất là busy và bỏ qua bên đây thăm mình cũng là. Dạ. Như có qua có lại phải không? Bữa rồi mình ghé thăm Vương và Vương ghé thăm lại đúng không? Quý phải đi ngược lại đúng không? Nói chung là tụi em qua đây, mấy anh em thì nói không biết ở đây có gì chơi không? Đây có gì chơi không Quý? Thì gặp thổ địa có chỗ chơi à. Phải không? Nào mà chỗ này view quá đẹp ha. Cảnh đây rất là đẹp. Anh Quý ở đây là anh có tới khoảng 800 tiệm Regal Nail thôi. Và cái phần chính của anh kiếm tiền là em biết là nhiều khi không phải từ cái location đó mà là từ supply phải không anh? Thì công ty supply là công ty mẹ. Từ gạo phao phà mới đẻ ra là Regal Nail. Chính là supply luôn. Chính là supply. Rồi ngày mai là Vương xin anh Quý qua để coi cái xưởng của ảnh, coi anh làm gì. Anh Quý là một nhà phát minh đó nha mọi người. Nghe nói Vương có thấy qua những phát minh của ảnh rồi. Bây giờ là ngày mai là sẽ đến tận mắt để đến coi tận mắt luôn những cái phát minh của ảnh. Rồi mai Vương sẽ dẫn mọi người đi vòng vòng để coi. Không, mình chỉ mời Vương về coi cái tree house Quý thôi. Tree house Quý coi cái farm luôn. Đây là bây giờ là đi với lại anh Quý qua cái nhà hàng ruột của ảnh. Lần đầu nghe mấy anh em nói qua đây là lần nào anh Quý cũng dẫn đi cái nhà hàng này đúng không? Là cảnh đẹp. Cái nhà hàng đào tao này là ruột của anh Quý hết. Ruột hết. Ruột nhà hàng này cũng ăn hết trọi rồi. Yeah. Anh Quý, cái này là cái gì anh Quý? Cái đầu cái nào? Cái này là water tower. Để nó supply đó. Supply cái nguồn nước cho cả thành phố bang. Nó làm thành cái gì đó. Tên lửa luôn ha. Làm thành cái tên lửa nhìn đẹp quá. Đây. Hoa tiễn. Giống như hoa tiễn luôn ha. Ở trong này ha anh Quý. Trong này. Đây là nhà hàng. Anh Quý nói là anh Quý giàu lên từ đây cho nên là anh Quý phải xài tiền ủng hộ ở chỗ này. Đúng rồi anh Quý. Yeah, phải support thành phố. Đi quá, bao nhiêu? Oh. Okay. Đây là cả binh đoàn của Fastboy qua để support, qua để thăm anh Quý. Binh đoàn này mà quay lên là mình chìm luôn á nghe bạn. Binh đoàn này tan lên. Đây, binh đoàn này có bạn Trâm, MC. Bạn Ly. Bạn Uyên chân dài. Tất cả mọi người đều đã có chồng hết rồi cho nên thôi đi hỏi cho các khán giả khỏi thắc mắc thôi. Cho các mọi người khỏi thắc mắc. Đây là anh Nghiệp Hot Boy đây. Cameraman. Bình thường là đi là cầm camera cái nào cái nấy chọi chết. Đà, bữa nay chỉ cầm cái GoPro nhỏ thôi. Nên cầm GoPro thôi. Đây là ngồi đi. Dạ. Ra ngoài ha, ra ngoài đi. Đi ngoài ngồi ha. Là nhà hàng của anh Quý đây. Cảnh quá đẹp luôn. Vô thả. Đây luôn à? Vô đó đi. Quá đẹp. Sáng sao?
Hey, how are you? I'm good. Yeah, đúng là. Katie, I'll be taking care of y'all. Bây giờ first one là uống cocktail rồi rượu đỏ rượu trắng. Rượu trắng đi. Rượu trắng hả? Dạ. Ở đây có cái rượu gì của Nhật á, sake á. Sake hả? Hot sake. Hot hay là cold? Muốn warm hay là hot? Can we have a large warm sake? And give me also a bottle of gold, something gold, black gold. Yeah. Cái nào? So I want to order one high. Thank you. After, you know, just after yesterday. Thank you. Dạ mời. Món này là món smoke cá trắng. Nhưng mà nó smoke rất là thơm. Rồi gọi là cá trắng luôn này. Cá trắng. Rồi cái salad cucumber, dưa leo. Rồi ăn đi. Cảm ơn. Đây là nhà hàng sushi à? Rồi nước tiếp đâu? Đó nào? Nước sữa giá. Ủa mùi tạc đâu? Wasabi đó. Rồi ăn thử coi. Cảm giác của em là em tiếp vô trong cái này quá nhiều. Dạ, cho nên là nó mỗi lần. Nồng quá, nồng quá. À, không, em phải cần thêm. Em xay chưa? Ồ. Cái này em thấy em chưa có nếm được lắm, để em thử lại. Em có miếng này nè, chảy mồ hôi luôn. Uống rượu hả? Cái này là nước lọc mà. Nên là hả, đi uống chút xíu nước lọc. Xót từ cái này ra đó. Xót từ cái này ra. Nước lọc mà, rượu đâu. Chị đã đủ 18 tuổi đâu mà uống rượu. Cái này là gọi là sweet shrimp. Thì cái này là đầu tôm. Sweet shrimp. Yeah, sweet shrimp. Okay. Cái này đầu tôm như cái này cái mình đó. Ồ, đây là cái đầu bên đây. Đúng. Còn cái bình là bên đây. Yeah. Ăn một cái món là phải ăn cái này xong rồi phải qua cái này. Cái kia mà cái này phải ăn hết nhưng mà luôn. Mà biết cái này. Tại sao con tôm nó ngu không? Đây sự tất vì sao con cơm nó ngu nha các bạn. Tại cứ kẹp trên đầu. It's true. Cái đầu này ngon nè. Đây là cái đầu tôm. Ở cái đầu ra. Đầu ra ăn cái này. Chị sẽ bằng gì chạy cái đầu tôm đó. Cầu ra. Cầu ra. Cầu ra. Cầu ra. Mình ở lầu mấy nữa? Mình lên lầu 6 rồi. Lầu 6. Năm là ở khách sạn mình ở. Rồi. Rồi đây là bạn Mimi sẽ review về món cá si bát. Are you ready? Dạ. What's your thinking? No, it's not weak. It's a kind of meat. Jesus. Oh my goodness, ngon quá. Có thể là chân. Chưa có chuyến đi business nào mà thoải mái vui vẻ như chuyến đi này. Mấy chuyến đi khác là căng thẳng. I don't know. Anh Quý quá là relax luôn á. Anh Quý là relax. Anh Quý nói là làm việc cực khổ, lâu lâu phải ngừng lại ngửi một ngửi cỏ con trò, ngửi một bó bông hồng á. Bó luôn. Bó đó thôi. Một đá thôi. Một đói ngửi một bó. Anh Quý cho ngửi nguyên một bông hoa hồng luôn. Rừng quá không? Rồi, giới thiệu giùm em món này là món gì chị? Sumo steak. Sumo steak. Sumo steak, yeah. Rất là đặc biệt ở nhà hàng này. Sumo ăn cái này hả? Là signature ở nhà hàng này. Ăn này thành sumo hả chị? Vậy thôi em không ăn. Là sườn cộng hả? Nói này. Good. Ăn gì cà tím không? Ngon. Cà tím mà nó bọc cái này ngoài ăn không? Đào giờ anh Quý kể chuyện cô Nico cho tụi em nghe coi anh Quý. Cô Nico đó anh.
không được đâu, kém được. Kém không được. Dạ. Cô khác đi, ăn cô khác đi. Cô này cũng được. Funny story. Bây giờ mình nói tiếng Việt đi. Tại vì anh qua lúc anh 14 tuổi. Dạ. Nhưng mà cũng may là mình làm việc trong cái cộng đồng Việt Nam, nói không? Tiếng Việt mình vẫn phong phú. Dạ, đúng rồi. Bây giờ như cái này là dòng sông Mississippi đúng không? Mày gọi là con sông. Con sông. Rồi tại sao gọi là không phải là cái sông, là cái hồ. Dạ, mà gọi là sao con. Lúc nào là con, lúc nào là cái phải không? Dạ. Vậy mấy em nghĩ sao? Cái gì tại sao là con mà là cái? Cái muỗng, cái nĩa, cái bàn, cái dĩa, cái muỗng, cái ly. Nhưng mà con chó, con mèo, con sông. Con sông có nhiều nước. Tại sao như vậy? Không hiểu, không hiểu. Anh mới giải thích đi. Mới giải thích là sao? Sống lại. Tại cái gì nó move là con mà cái nằm yên là cái. À, nằm yên là cái, move là con. Nói ít hiểu nhiều đúng không? Nãy còn câu chuyện gì à? Nãy anh Quý mới kể thôi, quên rồi. Câu chuyện gì? Rồi bây giờ nói tiếng Việt luôn, cái là dấu lúc nào dấu hỏi, lúc nào dấu ngã. Dạ. Cái gì mà nói là ngã đường. À. Phải không? Và té ngã. Dạ. Té ngã là dấu ngã hay dấu hỏi? Té ngã dấu ngã. Dấu ngã. Rồi ngã đường dấu hỏi dấu ngã. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Tại sao vậy? Không biết. Không biết đường nào. Tại vì khi nào mà now á là dấu hỏi, mà verb là dấu ngã, động từ là dấu ngã, mà danh từ là dấu hỏi. Thấy không? Tiếng Việt mình có hay cái nó hay mà không để ý sao? Nhiều khi mình có viết tầm bạ nhưng mà phải đúng, cũng là có sự ngoại lệ đúng không? Nhưng mà chưa hiểu hết. Hầu như không. Cái câu chuyện hồi nãy anh Quý mới kể mình là câu chuyện gì tao quên rồi ta. Câu chuyện gì mà giờ nó trông xỉn nào hơi quên đó. À đó, anh Quý kể câu chuyện gì ta? Gì vậy ta? Có nhiều câu chuyện đó. Nhưng mà tối nay rất là vui. Có Vương qua thăm. Dạ. Rồi anh em mình cũng gặp nhau có qua có lại. Dạ. Rất là mến nhau. Dạ. Và respect cái profession. Dạ. Những gì Vương làm á là Quý rất là kính nể. Cảm ơn. Và muốn là Vương giúp mình đi đến một cái tương lai tốt hơn, đúng không? Cái gì mình cứ nhìn vào cái tương lai hết á, dạ. Không phải là hiện tại. Thì mấy em về hôm nay mình thấy là có một số em là làm việc cho Vương 6 năm, dạ. 4 năm rồi. Ví dụ như Lon đây làm việc cho mình cũng là bao nhiêu năm vậy? 20 năm. Trời, 20 năm thôi. Từ tóc xanh đến tóc bạc phải không? Chưa bạc mà. Còn Mimi thì mới 23 tuổi rồi, nó mới theo mình có 1-2 năm rồi. Đây là Mimi nè. 4 ready? 4 years. 4 years. Đây là 4 năm nha, chứ không phải là 2 năm. Bên đây nói chung là rất là vui được qua gặp anh Quý. Rất là quý được gặp anh Quý. Cảm ơn Quý. Chung là làm cho thường thường mấy cuộc gặp business là thường thường là tụi em rất là căng thẳng, là không biết nói gì rồi nọ, mà qua gặp anh Quý là được giống như là có cái cảm giác nó rất là khác. Cảm giác cũng như là tại vì uống say rồi là nó khác rồi. Anh Quý là chú cho say đây. Đây là hai chai rượu. Đó, anh chúc 3 chai rượu chứ không phải là 2 chai. Chai Cayman nè. Rồi sake rồi nọ hết luôn rồi. Rồi đó. Cái chai này chai gì đây? Lát nữa là thường thường mình nói là mình nếu mà có uống say không chấp nhất. Dạ, không chấp nhất. Nếu bây giờ nói tầm bạ không sao hết á. Dạ, giờ ngày mai là không chấp nhất gì hết á. Dạ, vậy cho tụi em qua nhà anh Quý quậy một bữa nha. Cho. Chắc chắn điều đó phải không? Nhà anh Quý là cách đây có 2 phút đi bộ thôi mọi người. Thì bây giờ là Vương sẽ qua nhà anh Quý để khám phá anh Quý. Nói chung là tại vì anh Quý là một nhân vật mà mọi người đều biết ảnh là như là bí ẩn. Dạ. Dạ, biết ảnh là một trong 10 tỷ phú người Việt ở Mỹ thôi, chứ không có biết được là ảnh sống như thế nào. Đó, thì hôm nay là Vương sẽ qua để Vương khám phá anh Quý. Nói chung là Nhưng mà tối nay mày ăn dinner ngon không vậy? Quá ngon, cảm ơn Quý nhiều lắm. Dạ. Thôi giờ chắc xin phép anh Quý qua nhà đi. Dạ, ở đây là cái chỗ ăn chơi rồi, giờ là xin phép qua nhà. Anh Quý, dạ, chia, dạ, nhìn mắt. Cảm ơn Quý nhiều.
you, bye. Thank you. Đây là con đường về nhà của anh Quý đây. Con đường này là nó anh Quý đi chắc là, chắc là mòn cái đường này luôn rồi phải không anh Quý? À, anh Quý ở đây cái bao câu chuyện bao này rất là hay nè. Cái hotel này là hồi xưa là một cái này. Governmental hotel building này, phải không? À ở bên này á, bây giờ nó đổi thành Hilton rồi. Dạ. Thằng bên này là Indigo Hotel. À, đây là Indigo. Nhưng hồi xưa là ổng đã có đường hầm. Dạ. Có đường hầm ở dưới này có một đường hầm. Dạ. Đi qua thăm ghệ. Thăm mistress. Có luôn á. Có luôn. Bây giờ cái đường hầm này nó đóng cửa rồi. Dạ. Nhưng mà mình có xuống đường hầm này rồi. À. Có đường hầm này nó dẫn qua bên cái building bên này. À. Hay không? Bây giờ nó shut down rồi. Shut down luôn. À. Những con đường hầm này dẫn qua để ổng thăm cô ghệ bên này. Cô ghệ bên này ha. Đây là nhà của anh Quý đây. Nhà anh chỉ có 4.000 square feet thôi, là khoảng 400 mét vuông. Mỗi square feet là khoảng 500 đô. 4.000 vàng tỷ nhân lên rồi chứ giờ không biết nhiêu tiền. Nhiều số 0. Nhiều số 0 quá, nhưng không nổi xịn rồi. Xịn quá. Đây là những bức tranh là chỉ có anh Quý mới hiểu nổi thôi, chứ mình là không đủ level để hiểu. Ở đây có tên anh Quý này. Ờ, đọc tên này. Charlie. Charlie. Rồi, what fun. Đây là em nhà. Em còn đuổi về đâu, mang gì vô. Đây, có thang máy không anh Quý? Có, vô thang máy đi. Đây. Thôi giờ phải đi thang máy mới được. Đây là thang máy. Nhà của anh Quý là có 4 lầu. Đúng không? 4 lầu, phải đi thang máy. Này của ai đây? Đây là hồ cá nước mặn. Nước mặn. Em được, em rồi, thoải mái. Cá nước mặn này đôi rất khác cá nước ngọt của anh Quý. Khác chưa? Ủa cái đó là san hô anh Quý, sẽ cực hơn hay sao? San hô. Cái này san hô cho nó bóng nó đẹp vậy. Độ muối, độ pH. Ồ, san hô. Nước mặn thiệt. Cái này có người đánh chăm không anh? À? Có người đánh chăm không? Hay là no, anh tự động hết anh Quý, design system tự động hết. Tự động thay nước. Thử xin. Tự động thay nước, tự động vô chemical. Đây kem còn vô đây mỗi ngày vô bao nhiêu kem của calcium tự động vô luôn trời ơi đó calcium rồi strontium iodine muối này nọ đi vô tự động hết mỗi ngày tự vô luôn mỗi ngày phải vô cái hồ cá tí xíu thôi mà cái lượng hóa chất nó còn hơn cái hồ cá cái khó là nuôi cái micro tank càng nhỏ bao nhiêu càng khó bao nhiêu vậy chứ không phải càng nhỏ là càng dễ nữa. Anh Quý là hồi xưa là kỹ sư hóa học thôi. Bây giờ mình mới biết là cái hồ càng nhỏ nuôi nó càng khó phải càng dễ nha mọi người. Càng nhỏ càng khó. Càng lớn càng dễ. Rồi, lên lầu đây. Lên lầu đi quay thang máy nhưng mà đi ra đi bộ. Đúng rồi. Đây là lên lầu nha. Lên lầu. Đây là phòng của mình. Phòng của anh Quý đây. Trời ơi. Đây là phòng anh Quý đây nè mọi người. Trời ơi sao mà gọn gàng quá vậy. Nhà vô luôn. Mở đèn luôn ha. Mở ra đây. Đây là nhà smart home. Vô vô. Trời đây là nhà phòng của anh Quý đây nè. Đẹp hơn khách sạn luôn. Đẹp hơn khách sạn. Đẹp hơn khách sạn 5 sao. Đó. Con của mình. Nó ra trường 4.0. 4.0 rồi hả? Đúng rồi. Nó là Sheila. Là học về business marketing. Dạ. Yeah. Còn cô này á thì học về physics. Physics. Wow. Thì mình hỏi là con có muốn stop 4 năm không? Không. Muốn học đến PhD. Dạ. Yeah. Tại sao vậy? Tại vì con muốn ba con gọi con là bác sĩ. PhD là bác sĩ đúng không? Đúng á. Bác sĩ Lai là. Bác sĩ Lai là. Học xong chưa? Chưa, nó mới cái năm thứ ba. Năm thứ ba. À, cũng là rất là giỏi về physics. Anh Quý cũng đọc sách rất là nhiều nha mọi người. Đây phát hiện ra những cuốn sách anh Quý đọc đây nè. Đây. Đây là chắc là những cuốn gói đầu nằm của anh đây. Nè mọi người muốn thành tỷ phú thì nhớ đọc mấy cuốn này, vừa không biết cuốn gì. Đây có một cuốn nữa. Boss. Build for success. Đây. Rồi thôi đi tham quan chỗ khác. Xương thôi. Đây là gì đây? Guest room hả? Đây là phòng phòng máy giặt, phòng tắm. Đây là restroom hết trời. Đây là toilet có nước không? Không thấy toilet đây. Toilet ở bên đây nè. Toilet bên đây nè. Chắc quớt á. Sẽ nước sẵn. Quớt. có không có đầu sạch không có đầu sạch này
Đây là tầng thứ mấy rồi? Tầng thứ 2, thứ 3, thứ 3. Thứ 3. Thứ 3 là kitchen. Đây là phòng phòng ăn của anh Quý đây. Uống nữa anh Quý. Quý chú. Đây đây đây, mình đã để sẵn rồi, quay phim ngày mai. Mật ong luôn. À, đây là mật ong. Họ cái này là nuôi đây luôn á ha. Nuôi đây. Mình lấy ở đây. Mấy cái mật này là tại Baton Rouge. Yeah. Thập tay thử liếm thế nè. Lấy cái thập tay vô múc vô thử. Cái hộp vô vườn nào hả? Chú muốn thử luôn chăng? Em lấy sao anh? Thập tay vô liếm thôi. Bấm một cái thôi em. Đi làm cho mát cho em đi. Đó. Đây là mật ong của Quý nuôi đây. Tự nuôi luôn. Ngài cũng Quý bấm một nút xuống là cửa tự động hạ xuống hết. Dạ. Một cái frame này là khoảng cỡ gần hơn một nửa ga lông. Một nửa ga lông á. Hơn một nửa ga lông mật. Trời ơi. Một ga lông là 2 lít nữa. Hay là quá lấp kỳ, lần trước em đi không có. Không có, tại vì lúc đó là chưa đủ, mình chưa ăn cắp mật được. Chưa tới lúc thu hoạch đó. Chưa lúc thu hoạch. Nuôi đàn ông lúc nào cũng tốt hơn đàn bà. Đàn ông không có shopping. Ông còn cho mật. Ông còn cho mật nữa phải không? Rồi chích lại đâu nữa, bây giờ sướng nữa, xin lỗi. Còn đây em đi. Đó, phải không? Nhìn cơ là nỗi đau gì cho. Con ông là nó ở đâu? Ở trước á. À, đã nuôi cái này nè. Đã đi ngủ rồi, ngày mai mới coi. Ngày mai mới coi được hả? Đi gạt coi luôn cả. Sáng đi luôn, sáng coi. Sáng mới coi mới thấy hả? Mở ra thấy mấy. Ồ, đúng rồi nè, thấy nè. Đây nè. Đây quay luôn. Quay đây là tổ ông. Thấy ông đang đậu ngoài á. Nè chờ bật lên test coi. Ông ở đậu ngoài luôn ha. Ờ đúng rồi, kìa nó đậu đầy luôn kìa. Trời ơi đậu đầy luôn. Thảo quay vô Thảo. Ờ đây là ông mật. Ông thiệt luôn nha các bạn. Ông thiệt luôn. Ban đêm đó. Đây, bên này cũng là ông nè. Ờ ban ngày nó đi kiếm mật phải không anh? Giờ nó về. Ban đêm nó về nó ngủ. Đây có một tổ nữa. Em cẩn thận dặm đây con ông nó còn sống là chích chân em á. À, quá trời ong luôn. Trong này nuôi bao lâu rồi mới có mật anh Quý? Thường thường á mình lấy vào hai mùa là mùa xuân và mùa hè. Tại con ong á nó còn ăn mật để là một cái gọi là nó gọi là energy để nó bay. Dạ. Là cái crop và nó ăn phấn là pollen để nó có protein. Giống như mình là con người mình ăn mít gì đó, ăn đậu. Yeah. Còn ông thì nó ăn phấn. Ăn phấn. Và ăn mật. Còn mình lấy mật là mình ăn cắp của nó. Yeah. À, rồi khi đến mùa đông đến rồi á, thì nó phải fill lại để nó dự trữ cho mùa đông. Nên lý do là mình ăn cắp vào mùa hè. Chứ đừng ăn cắp vào mùa đông. Tại vì khi ăn cắp mùa đông thì nó không có lấy bông không còn nữa. Nên nó sẽ bị đói. Nên mình chỉ lấy được hai mùa thôi. Mùa hè với mùa xuân thôi. Mùa hè với mùa xuân thôi. Còn mùa đông phải để cho nó dự trữ để nó sống vào mùa đông. Nó sống được có khoảng 45 ngày đến 2 tháng thôi. Nhưng mà khi nó không làm việc nó sống đến 6 tháng. Giống con người mình thôi, nếu mình không làm bảo đảm mình sống cả trăm năm. Hay như mấy ông vua hồi xưa chết sớm á. Ba mấy 40 tuổi hơn ngậm. Ông làm quá sức. Quá sức. Làm nhiều quá. Thấy chưa? Cũng biết là vua có ngàn tỷ nữ. Anh thích nuôi ông hơn là tại vì đàn ông nuôi rẻ tiền hơn đàn bà. Đúng không? Đó là câu anh nói em vừa rồi đó. Đây là nhà smart home của anh Quý hả anh Quý? Yeah, smart home. Anh Quý là rất là hiện đại nha mọi người. Và hiện đại còn hơn Vương nhiều luôn. Ở nhà Vương là không có những cái này đâu. Bấm một cái nút một cái là rèm tự động hạ lên nâng xuống. Rồi hạ lên nâng xuống. Đó bởi vậy đó. Đây nè, bao nhiêu ly rượu rồi đó. Mấy bạn hỏi là nhà này cái lúc anh Quý mới build à, nó có sẵn vậy cho anh Quý hay là anh Quý phải làm thêm? Không, cái này là nhà là custom build. Custom build. Everything là custom build hết. Từ lúc beginning. Từ những cái design đến cái thảm như thế nào, cái ghế mình như thế nào là mình phải lựa chọn hết. Giống như mình không muốn kệ nhiều. Kệ đóng bụi. Dạ.
Rồi cái, giống như cái tivi này là mình tạo ra là giống như khi mình không muốn đi strip club thì ở nhà mình coi strip và coi nãy giờ còn nhảy á, em không giỏi ghê luôn. Mời mấy em, mời mỗi người mỗi ly, cùng ly để mình vui đêm nay. Mimi đâu không? Nhìn mắt anh nè, giỏi quá, chị mấy anh em nha. Bây giờ anh Quý cho tụi em đi vòng vòng xung quanh nhà đi, coi giờ coi rau muống nha, coi rau muống. Bốn anh Quý. Tầng bốn. Đó, đây là những bộ máy mình Quý đây. Một hàng máy này là máy gì anh Quý nghe hiện đại quá nha. Cái này là cái một cái research của mình về một cái máy trim màu ra ga lông. Đây là máy là pha trim màu. Màu ra nước sơn. Đây là cái máy pha nước sơn của anh đây nè. Đây. Nước sơn này là pha này là gel. Pha gel ra khoảng 1 đô một chai. Phải 2 đô một chai. 2 đô một chai, còn nước sơn là 1 đô ha anh. 1 đô một chai. Đây. Bao gồm tính luôn cái chai chưa anh? Tính luôn cái chai hả? Là anh Quý là một nhà phát minh. Anh Quý rất là thích phát minh ra đủ thứ trên đời. Ngày mai Vương sẽ dẫn mọi người đi coi những phát minh của ảnh. Bên này là review sensor thôi. Đây là ảnh phát minh là một cái máy pha màu với lại pha gel. Màu là sơn thôi, còn gel là sơn rồi hơ UV light á, là nó sẽ bền hơn. Nó last lâu hơn. Đây là vườn rau. Đây là vườn rau đây, trời ơi. Rau muống này là ăn không hết luôn anh. Rau muống này nè, mới bự nè. Trời ơi, trồng ngoài đây luôn. Đây là rau muống nè. Cái này là rau muống trồng không có đất, nước only. Nước only luôn ha. Vậy sao nó có dinh dưỡng anh? Đầy đủ dinh dưỡng từ hồ cá. Từ hồ cá ở dưới hả? Hồ cá này nè. Hồ cá. Ôi trời ơi. Đây là một cái hồ cá luôn. Đây là mô hình vườn ao chuồng nha mọi người. Đây là hồ cá nuôi cá chép ở dưới đây. Ở trên là dùng khoáng chất để nuôi rau muống. Trên đây rau muống nè, anh Quý có ăn không? Ăn chứ không ăn luôn á. Trời ơi, rau muống Mỹ là mắc lắm đó nha mọi người. Ở Houston nó 3 đồng một phao đúng không? 5 đồng á, 5 đồng một phao. Cao điểm của 5 đồng. Còn ở đây chắc mắc hơn nữa anh Quý. Đây anh không mua đâu, không biết. Ở đây làm gì có bán đâu anh mua. Đâu có đâu để mà mua. Thường á, mỗi năm mình đi Napa Valley đúng không? Dạ. Yeah. Thì Napa Valley nó trồng kiểu này. Đây là vườn nho đây nè ha. Tức là mình đứng mình hái thôi. Nhưng mà không có trèo lên vàng. Nhưng Việt Nam mình trồng vàng. Đây này là Việt Nam, này là trái rồi nè, có trái nè. Có trái rồi, có trái luôn nè. Trời có trái nho luôn kìa. Mà chưa bự thôi. 2 tháng nữa mình tới đây có ăn. Nhưng mà dưới này là trồng kiểu Mỹ. Là hái bằng mình đứng mình hái. Dạ. Cái hem đây là cây cần đó nha mọi người. Cây hem này. Cây mọi người vẫn thắc mắc đây. Đây cây mọi người vẫn thắc mắc này là cây này là nó không phải là cần sa nha mọi người, đừng nhìn thấy vậy mà tưởng là cái hem là như nó đâu phải cần sa đâu anh Quý. Nó là một cái family của cần sa. Trung họ. Dạ, nhưng mà nó không có cái chất làm cho người ta hai. Nó không chắc làm cho người ta hai là tiếng Việt là gì? Đi bệnh thôi chứ không phải. Không phải. Phơi. À đúng rồi. Không có phơi phải không? Có ghiền không anh? Hem. Hả? Không có phơi mà. Không ghiền. Chỉ có hai mới ghiền thôi. Hai mới ghiền đúng không? Cái nào phơi mới ghiền. Thơm nữa nha. Rất là thơm, lá nó thơm lắm. Tại vì cái màu tím tím này vậy ta? Quế. Quay cây. Không phải. Tí tô. Nấu này quế mà. Rồi đây là basil để ăn phở nè. Basil á. Sao nó có nước ở đây vậy? Nước đây là gì? Tự động nó tưới hết á. Tự động tưới hết. Giống như cái hệ thống này là hệ thống tự động nó vô nước nè. Thấy có phao nổi không? Dạ. Cho nên không cần tưới. Mà đi ra tháng trời không sao. Tức là nước nó vô từ city water nó vô đây. Rồi nó tự động nó hấp thụ từ cái cây. Thì giờ không cần tưới. Vương hiểu hả? Đây là lý do Vương nói anh Quý là nhà phát minh là vậy. Sinh chế. Đây là hôm nay là được anh Quý mời qua nhà, rất là cảm ơn anh Quý. Thì chắc mọi người biết là anh đây là để trước hết là vô nhà là anh Quý là một trong những người Việt Nam là tỷ phú nước Mỹ. Thì ở đây chắc có ít người như anh Quý lắm, có Hoàng Kiều với Chính Chu rồi
nhưng mà mình thì mình chỉ quen được anh Quý thôi. Thì đây, đây là có triệu phú đi nữa anh, đó. Ăn mì gói ha. Đây, có triệu hay tỷ gì đi nữa là cũng chỉ có nhiêu đây thôi, mọi người. Mì gói với trứng thôi. Vui được, vui. Nhưng mà đó, mì gói với trứng này là được chính tay tỷ phú nấu cho ăn á. Quý lắm á. Quý lắm á. Vương là... Vương là triệu phú nợ thôi. Nên là... qua đây để mà... như học hỏi anh Quý. Dạ. Cũng học hỏi anh Quý với lại quay video này lên là tại vì em có cũng có một channel YouTube á, cũng nhiều bạn trẻ coi, nhiều bạn trẻ cũng nói em là một động lực giúp cho họ, giống như là để cho họ cố gắng hơn, giống như họ thấy những người thành công á. Em thì cái thành công của em nó rất là nhỏ so với lại cái thành công của anh thì nó rất là nhỏ. Thành ra nên là bữa nay có anh Quý á, chắc chia sẻ thêm xíu kinh nghiệm ha. Dạ. Anh Quý thì anh Quý là chủ của khoảng 800 tiệm Regal Nail. Phải không? 800 tiệm nail. Cũng ảnh có một cái nail supply rất là lớn. Cái nail supply của ảnh là chắc là một trong, nếu như chắc là không phải là lớn nhất nhưng mà không có người lớn thứ hai. Không có người nào lớn hơn. Không có người nào lớn hơn đúng không? Câu nói con cho đi đặng đi vào lòng người luôn. Nói chung là anh Quý là một người là vừa là kỹ sư, ảnh phát minh rất là nhiều thứ. Rất là hay, Vương có đi một vòng coi hết những phát minh của ảnh rồi. Ảnh là một nhà phát minh, một nhà hóa học đó anh Quý. Nhà hóa học, một nhà phát minh. Bữa nay là được anh Quý dẫn đến nhà mời đi vòng vòng. Thì chắc nhân dịp này đó, cho em hỏi anh Quý giờ ví dụ như giờ hỏi cái gì anh nói hay ta. Nhiều người tưởng đó là mình kiếm tiền á, anh Quý kiếm tiền từ Regal Nail, từ franchise là nhiều. Nhưng mà thật ra thì em thì không biết này, em đoán không biết có đúng hay không, là anh giống như là cái anh kiếm tiền chủ yếu nhất là từ cái supply đúng không? Bán cho những cái tiệm nail, như là anh là một cái supply lớn, coi như là gần như lớn nhất nước Mỹ luôn rồi. Mình có analyze thằng McDonald's. Dạ. Một cái McDonald's mà break even á, một năm á, nó phải còn nửa triệu. Dạ. Tại vì cái tiền của nó là tiền chi phí nhân viên, chi phí mặt tiền, chi phí thuế, chi phí này nọ là nó mất có nửa triệu. Dạ. Nhưng mà trong cái nửa triệu sale đó đó là đang phải mua của McDonald's. Thì thằng Bạch nó chỉ cần bán cho một cái tiệm là break even thôi, nó đã lời một năm là cỡ 70.000 đô. Một tiệm thôi đã lời 70.000 là break even. Dạ. Cho nên lý do đó cái product cũng rất là quan trọng trong cái ngành nghề của mình. Thì đối với cái chemical thì mình cũng không có bắt buộc những người franchisee của mình mua nhiều, tại vì chất cháy này nọ. Nhưng mà mình muốn mà như mình nói là mình muốn mà cho những người franchisee mua của mình đó, thì mình cho những cái discount rất là tốt cho họ mua của mình thôi. Thì nếu mà có những discount tốt thì họ mua của mình thôi. Một cái món hàng họ mua 1 đô nhưng mà riêng mua của mình thì còn 80 cent. Nhưng họ sẽ mua của mình. Nhưng mà những cái chất mà cháy thì họ nên mua local hơn. Ví dụ như alcohol, acetone mà đâu có bán làm cái gì. Ví dụ như họ mua mà một cái lông mắc hơn thì họ mua local tốt hơn. Các bạn mình nói về cái real nail của mình đó là cũng depend on cái operator. Những người franchisee giỏi, những người leader giỏi. Giống như sau cái mùa dịch này vừa mở cửa lại, có những tiệm ở bên Atlanta, Georgia, là mọi người đang ở trong nhà biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nay rồi, bây giờ mở cửa lại họ happy, họ ra ngoài. Thì có một tiệm mà mình rất là cảm ơn những người franchisee, là những tiệm làm đến một tháng cả trên 100.000 đô. Income ở trong luôn mà, trong cô một mình á, một cái tiệm chỉ có 800-900 square feet à, và income cả trên 100.000. Average mình nói á, là một cái ticket mà một người bước vô trong tiệm á, là mình thấy là Regal Nail của mình bước ra, bước vô là 45 đô. Trên ticket rất là cao. Vậy mà vô một tiệm phở ngồi cả tiếng đồng hồ cũng 10 đô một tô phở, 7 đồng hay 8 đồng đúng không em, cộng cái ly trà đá là đồng nữa là 9 đồng, là cùng là mà ngồi một tiếng đồng hồ cũng là 9 đô. Nhưng mà bước vô cái Regal Nail mình nó một tiếng một đồng hồ bước ra phải là at least 45 đô. Cho một cái average ticket. Nên cái ngành nail mình rất là tốt. Một tiệm thôi là cỡ đó. Một tiệm 20-30 ngàn. Thôi thì một tiệm cứ 20-30 ngàn, mọi người cứ chia đôi thôi, cho 10-15 ngàn, nhân lên cho 800 tiệm đi là được rồi. Anh nói net profit. Net profit. Net profit luôn á. Net profit đó hả? Ừ. Net bây giờ đi làm gì mà được một tháng mà 10 ngàn, 50 ngàn tiền net profit. Dạ. Cho nên họ rất là happy.
bây giờ một người ở Canada đi, họ muốn mở franchise của anh cũng được luôn đúng không? Anh chồng đang phát triển Canada với lại ở Úc. Rất là mạnh. Ở Úc anh có mở mà chỉ Canada thôi. Úc mình mở một tiệm nhưng mà quá mắc, cái bill ăn nó quá mắc, mình đang rút withdraw lại. Yeah. Một cái tiệm mình bill bên đó vừa rồi, mình bill một tiệm 300.000 đô. 300.000 mắc dữ. Rồi cộng đồ đạt vô cũng, gửi qua cũng nằm trong siêu thị. Còn nửa triệu bạc một tiệm. Mình mắc. Yeah. Còn Canada khoảng nào? Canada thì khoảng cỡ 120 đến 130. 120 đến 130 một tiệm rồi. Tại vì cái tiệm bên Canada nó bill cũng rất là khá đắt. Tại vì người ngoài bill, những người mà vô bill là vô mà nó không approve. Yeah. Nhưng mà những người của nó bill là rất là cao. Anh là chuyên dùng Walmart. Walmart Canada có không mà? Walmart Canada nó có 400 tiệm. 400 tiệm Canada luôn. Sam nó out. Completely nó thu Costco. Yeah. Nó mở 6 tiệm Sam. Văn liền. Tại vì cạnh tranh thằng Costco không nổi. Yeah. Mà thành công của mình là tính theo mỗi một cái square foot. Bây giờ thì theo như những chia sẻ của anh Quý á, thì anh Quý không có thể chia sẻ những con số sensitive được cho mọi người. Thì anh nói sương sương là anh chỉ có 500.000 square feet của tất cả các tiệm nail của anh thôi. 500.000. Thì Vương tính ra đó là 700 square feet, 750 square feet. Nhân cho 800. Nhân cho 800 tiệm. 800 tiệm, 600 ngàn thôi. Nhân cho chóng mặt. Nhân cho 7. Thôi hơi 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 bị chóng mặt con số này, số mấy rồi Vương xỉn quá, Vương hết rồi, Vương hết ghi nổi rồi. Sương sương khoảng 4 triệu một tháng, đó là tiền 4 triệu một tháng hả? Tháng. Tiền 12 tháng. Là khó quá. Nhân 12 thì 50 triệu thôi. Đó là tiền franchise thôi. Đó là tiền franchise, là có nghĩa là những cái tiệm mà mở Regal Nail ở Mỹ với lại Canada thì họ muốn mở franchise là họ phải trả anh 7 đô một square foot. Anh tính flat rate với họ. Cái điều quan trọng là mình không phải nói là vấn đề là mình làm tiền. Dạ. Quan trọng là cái người franchisee, những thân chủ mình phải make money. Đúng là cái điều quan trọng của mình nhất. Dạ. Vì mình theo dõi chặt chẽ là mấy anh em làm make money không. Dạ. Và nếu mà không có make money, làm sao để công ty giúp cho họ make money. Tại vì họ có trong một cái siêu thị quá là những cái opportunity, những cái cơ hội để make money. Dạ. Và nếu một người mà không phải là một người operator giỏi, chắc chắn họ biểu khách không được. Nhưng mà anh Quý sẽ là người, anh Quý là mấy anh em trong cái tập đoàn, là anh nghĩ là anh Quý sẽ support họ, sẽ train cho họ, educate cho họ. Lúc summit của mình cũng ráng mọi thứ để mình giúp cho họ, để họ làm ăn tốt hơn. Yeah. Nhưng mà cũng tùy người. Một năm mình summit mấy lần? Một năm mình làm cứ hồi xưa mình làm tháng lần luôn. Tất cả các tiểu bang khác phải bay về đây. Sau này mình 2 tháng lần. Dạ. Yeah. Tới bây giờ cái covid mình năm vừa rồi là ngưng hoàn toàn luôn này. Dạ. Yeah. Không có làm được, đúng không? Mà đúng là những người như anh Quý là đi đâu cũng thấy cơ hội hết đó mọi người. Làm khó cứ người ta cứ thấy khó thôi, nhưng mà anh Quý là nhìn đâu cũng thấy cơ hội hết. Rất là nhiều idea để làm, đi một vòng xung quanh nhà anh Quý thôi thấy rất là nhiều sản phẩm, có nhiều sản phẩm anh đâu có cho quay lên đâu. Bí mật bí mật của anh. rất là nhiều cái hệ thống, rất là nhiều cái sáng kiến. Nói chung là những cái này anh Quý, những cái này giống như là nó có phải là tự anh nghĩ ra luôn, hay là giống như hồi trẻ anh có vậy không, hay là tự động là nó như mấy cái đi kiếm tiền đồ này nọ anh Quý là nó đến với anh Quý sao vậy, anh tự anh nghĩ ra hay là giống như có một cái gì đó nó không, mình nghĩ không có tình huống gì hết. Mình nghĩ rằng là con người của mình là phải còn sự đào tạo và sự huấn luyện của những thầy giáo, thì mình nghĩ rằng là cái chất xám của mình tạo ra hôm nay là nhờ những cái education của mình. Dạ. Con người mình phải có sự đào tạo, có sự huấn luyện, có sự dạy dỗ. Thì mình nghĩ rằng là cái college là một cái điều rất là hay. Nên những anh em, giống như con mình mà nói là con làm sao, cho dù cực khổ thế nào con phải ra trường. Mà nếu mà không ra trường đại học, đừng nói chuyện với bố, với ba. Dạ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dành cho những bạn nào mà có câu hỏi là bỏ học để thành triệu phú á, thì cứ nhìn vô đây, nhìn vô hai tấm gương ha. Một người là đi học tới nơi tới chốn thành tỷ phú, một người là bỏ học giữa chừng để kinh doanh như Vương á, là chỉ được triệu phú nợ thôi. Nên là mấy anh em mình ráng đi học
ráng đi học. Thật ra là em hồi xưa cũng thích học lắm, nhưng cái lúc mà tự nhiên cái em vô em làm kiếm tiền á, em đi bán đồ online thì em kiếm được tiền, em định học kỹ sư. Lúc đó em học cái em kiếm tiền được bằng 2-3 ông kỹ sư gì rồi, trời học quá gì nữa, thật ra kinh doanh luôn. Nhưng mà thật ra nó cũng hay mà nó cũng dở. Dạ nó hay là em bắt đầu từ rất là sớm, mười mấy tuổi ra bắt đầu, 20 tuổi ra bắt đầu. Nhưng mà cái dở nhiều lúc giờ em nghĩ lại, nếu như mà mình học tới nơi tới chốn rồi á, mình ra thì mình sẽ đỡ hơn. Là như mình rất là non nớt, mình ra mình không có cái education, không có cái học. Với lại anh Quý á, thì là ảnh vương thấy một cái điều rất là hay của ảnh là cái gì ảnh cũng đi học hết. Ảnh học là giống như ảnh muốn nuôi ong đi, ảnh học nuôi ong. Ảnh muốn làm đá đi là ảnh đi học làm đá, đó ảnh học hết. Thì những cái kinh nghiệm mà của người trước người ta đã đi qua rồi, những cái sai lầm, những cái hay người ta chỉ hết cho ảnh rồi. Nó thì ảnh sẽ tiếp thu được rất là hay. Còn giống như Vương á, thì Vương cứ mặc kệ, cứ làm đại đi tới đâu tới, thì Vương sẽ chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Cũng cùng một con đường cũng đi tới thôi, nhưng mà con đường của Vương là nó gai góc lắm, nó chông gai lắm, cho nên mọi người đi con đường anh Quý nó sẽ dễ dàng hơn, nó đúng hơn đó. Tôi còn học hỏi bây giờ quá dễ, học lên YouTube bấm một cái là ra hết đúng không? Tại vì một câu rất là đơn giản là anh không đẹp trai nên phải còn tài trai tài gái sắc tài thành công nha mọi người. Đúng em, trai tài gái sắc, gái mà không có sắc lại chẳng có trai, có tài bù phải không? Bữa nay là chỉ là nói chuyện sương sương với lại anh Quý thôi. Là một người rất là thành công trên nước Mỹ, rất là cảm ơn Quý đã tiếp tụi em, dẫn tụi em đi ăn những cái nhà hàng rất là đắt tiền. Tối giờ còn tối giờ còn ăn tối nữa. Happy rồi. Quá happy luôn. Sau khi được một bữa ăn sushi từ nhà hàng sang nhất Baton Cruise, qua nhà anh Quý được ăn mì gói và được anh Quý đưa về tận khách sạn. Sướng quá, sung sướng quá. Nhà anh Quý cách khách sạn 5 phút. 3 phút à? 3 phút hả? À, đúng rồi, 3 phút, không tới 5 phút. Xe anh Quý đậu trong này hả mọi người? Ở trong này tôi muốn đề thử xe anh Quý không? Review luôn không? Tức là có nhiều Porsche nè. Porsche. Ủa chứ chiếc khác anh Quý? Sao anh Quý nhiều xe vậy? Đổi xe. Ủa điện luôn á hả? Review. Đâu cho em coi thử coi. Review đây coi nha. Okay. Siêu xe điện lúc 12 giờ đêm. Ủa sao anh Quý không mua Tesla, anh Quý mua chiếc này? Chiếc này Tesla thì nó có cái motor của nó có 400V thôi. Dạ. Thằng này thì motor lên 800V. Double cái voltage. Faster. Ủa này là tự control luôn anh Quý? Nó cũng tự control, nó tự self-driving. Này giờ này anh lái luôn á hả? Oh. Lái luôn, anh từ đây anh chạy qua Houston anh bấm nút rồi anh ngủ luôn được luôn ha. Rồi đây là siêu siêu xe điện nha. Xe điện thì phía trước cái máy nó không có, đúng không? Cũng là một con. Wow. Đợi đầu sạc của nó. Xe này sạc bao lâu ở đây anh? Một đêm thì mình cắm vô sáng đầy cũng tiêu rồi. Lâu là bao lâu mà tiếng 25 phút. Còn khá mà sạc sức và sạc là 25 phút là đầy. Nên em hết pin. Còn mở cửa á, được chạc luôn á hả? Nào mình Quý bóng á. Rồi, giờ đều rồi đó. Ủa, đâu sao không nghe tiếng gì hết vậy anh? Tại xe điện mà không nghe tiếng. Cho chạy thử mấy mét thôi được á. Từ đây tới kia thôi. Chiếc này tự lái được ha anh? Đúng. Trời, quá dữ luôn. Vương thì Vương không thích siêu xe cho lắm. Vương để dành tiền mua máy bay. Nhưng mà chắc cả đời này chắc không mua nổi đâu. Camera đầu đầy đủ luôn ha. 360 độ xe luôn. Em thấy Tesla thì em thấy nhiều, mà Porsche là đầu tiên em thấy luôn á. Họ cũng làm luôn mà em không biết. Quá yên luôn ha. Xe này thì khoảng 300 mile hết bình á. 300 mile hả? Bình 300 mile. Điện phải xài điện nhiều. Đẹp. Cái xe nó chạy bằng điện nên nó êm mà nó giọt lẻ lắm. Wow. Em thấy chưa? Quá nhanh. Giọt trong vòng bao nhiêu second nè. Ghê vậy, ghê vậy. Từ 1 cây số lên 100 cây số trong vòng chắc chỉ có mấy giây thôi. Chiếc này chắc nhanh hơn nhiều chiếc xe đua anh. Nó design cho drift. Lái mình drift được không? Bánh. Anh thử chỉnh cho chế độ tự động lái anh Quý. Tự lái an toàn không? Drift
tự động lái thì nó canh được cái biển này. Ủa, xong. Ghê chưa? Trời ơi. Lái lụa chưa? Riết mà chiên riết đi. Chạy rất là êm. Làm gì có 225.000 nữa chiếc xe này nè. Chiếc này mà Thảo mà tướng đẹp trai mà cao mà về lái xe này ra em nó bu như kiến như vậy. Thảo đầu tư. Đó đầu tư hả? Rồi, mai anh em ngủ ngon nha. Dạ, rồi cảm ơn quý. Mai 9:30 mới có mặt ở đây. Sớm qua bị chạy nổi không đây. Anh Quý nãy kêu đi 9:30 sao trễ vậy kìa. 9:30 nha. Ok Quý. Ừ, dạ. Thank you. Dạ, anh kêu anh Quý. Cảm ơn Quý nhiều. Dạ.